Chị có bao giờ mà kiểu như là fan hay là khán giả của mình đó tỏ tình, gọi là có những cái mà tình cảm với mình không? Để chị nói em nghe, chị kể em chị. Tới giờ quay rồi, tới giờ quay rồi, cả nhà ơi, tới giờ quay. Ủa chị Tô Nha. Chị Nha gì á? Chị làm gì? Im lặng tí, em đang nói chuyện với chị Trinh tí. Em đang tư vấn cho chị Trinh một chút xíu nha. À, chị luyện giọng, chị luyện giọng á là lên trời. Fan hay gì mà cái người đó á, nghĩa là nói nhắn trên Facebook là quá hài đồng của tôi. Mới nói là nghĩa là coi nhiều phim của chị đó mày. Trinh, em có nghe chị hát không? Em có nghe gì hả? Ủa, nãy giờ chị đang hát hả? Món bắn một thời gian bắt đầu lại. Em tưởng chị đang lo cho mẹ con. Em bà bên kia nói mỗi lần mình nghe cái từ muốn lo mẹ con chị sợ là chị đang hát nhà mất tiêu luôn. Không, em nghĩ chị đừng có cần không nên mình phải sợ gì hết trơn á. Bởi vì cái đó là cái tình cảm. Ủa, anh Phương, chị đang tập hát. Cái gì? Khoan khoan, từ từ. Anh đang hả? Không không, anh đang tư vấn tâm lý cho chị Trinh. Tư vấn tâm lý. Xong rồi tới em, từ từ nha. Có chị Tô Nha ở đây xong cho chị vô ngồi. Ta tập hát, ta bận rồi. Ủa? Đúng rồi. Cái gì quan đường mà chị hát nhỏ xíu nha. Không, tại em tư vấn nhỏ xíu. Chuyện này liên quan tới đàn ông cần phải hỏi. Chị Trinh hỏi nhỏ thôi chị Trinh. Bây giờ vô phụ nữ ngày nay, chuyên gia tâm lý thì đi làm ca sĩ. Còn ca sĩ thì đi làm chuyên gia tâm lý, vậy chị làm gì? Chị hả? Chuẩn bị làm MC đó. Hả? Mày làm MC. Chuẩn bị qua làm MC rồi. Ờ có lẽ vậy. Ủa nãy giờ đang tính hết rồi. Em tìm một cái nghề mới cho mình đi. Rồi, em biết luôn. Em biết là chủ đề ngày hôm nay mình nên nói về cái gì để mà giải quyết cái tình trạng này rồi. Nói gì? Khoan xí, anh nghĩ là anh đủ năng lực để làm chuyên gia tâm lý như chị Tô Nha không? Được, được hết á. Anh biết chị đang học tiến sĩ không? Nhưng mà chị hát được mà, chị hát được mà, chị cũng có thể được mà. Em yên tâm đi. Nói chung là anh á làm showbiz cũng mười mấy năm rồi. Được. Anh cảm thấy thứ nhất là cái nghề của anh nó bấp bênh về cái thời gian này, rồi có nhiều cái nhiễu nhương nhức đầu lắm. Anh cần một cái sự ổn định hơn, cho nên anh nghĩ là anh tham gia cũng nhiều chương trình về tư vấn tâm lý. Dạ. Đó, cho nên anh cũng học được chỉ cũng nhiều lắm. Anh tham gia, anh nghe người ta tư vấn tâm lý, anh biết anh tư vấn tâm lý được luôn. Anh được, nãy giờ chỉ nghe có giờ nghe luôn mà. Được không chị? Ê, hình như tới đoạn đó là hết được rồi đó. Ê, tới cái đoạn mà nghe người ta nói nhiều mà mình tưởng mình làm được là thấy hết không, được. Cái đoạn này nghe còn có lý, còn cái đoạn mà tự nghĩ mình hát hay em thấy mấy kỳ đó chị. À, chị nghĩ chị hát được, mà hát được tập thì hát hay thôi. Trời, tập là hát hay mà đúng không? Đâu có chị, nó còn có nhiều yếu tố lắm. Em nghĩ là mình đừng có xáo trộn cái vị trí nữa. Đâu phải là muốn làm là làm, muốn nhảy việc là nhảy việc đâu. Không, nói chơi á, chứ nãy giờ tập thấy cũng đuối lắm, chắc không thử thử đâu. Đứng vào vai trò của người khác xem như thế nào. Hên quá, mấy anh chị chỉ là sở thích nhất thời, mình ham hố cho vui thôi đúng không? Không có đâu, anh vẫn mê sân khấu, đứng hát lắm em. Mém chút là em trách lầm mọi người, tại vì cái chủ đề ngày hôm nay em cũng định sách mé nhiều lắm cái vụ nhảy việc này nè. Mà mọi người biết không, thật ra thì chủ đề của phụ nữ ngày nay hôm nay á, nó quan trọng khủng khiếp, đặc biệt cho các bạn trẻ con em tụi mình. Vì cái chủ đề nhảy việc này dành cho những cái người mà cứ 2 tháng, 3 tháng đổi việc lần với nhiều cái lý do. À, tôi thấy tôi hợp cái việc này hơn. Tôi thấy cái việc mà tôi làm bên kia không có ổn định. Tôi không thích ông sếp, tôi không thích đồng nghiệp, tôi không thích cái môi trường trong cái công ty. Chủ đề hay bây giờ chúng ta phải dành cho chị Tô Nha, anh Nam Cường và cả chị Kiều Trinh sẽ cùng nghiêm túc bàn luận về chủ đề này. Với cái vị trí là cái người đã trải qua cái giai đoạn đó rồi, xem các bạn trẻ có thể có thêm một cái tư duy mở nào hay không để cải thiện cái tương lai của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Đang start up lên, thoát khỏi ngục tù. Khỏe, trời ơi, làm 8 cái công ty rồi. Nghĩ sao mà gặp cái công ty gì kỳ cục. Sếp gì đâu mà cổ hủ, tư hủ. Cũng may là nghỉ sớm rồi, không thôi chắc trời, ngày đốt công ty luôn á. Ủa chị, chị uống gì không? Em kêu cho. Khỏi đi, chị bận lắm, không có thời gian đâu. Chị làm gì mà căng với em vậy? Sao không căng? Lần nào cứ nghỉ việc ở một công ty nào đó là nói xấu công ty người ta. Rồi like nữa kìa, thấy không? Chị thấy ông rõ ràng, ông mới úp tấm hình lên thôi, thoát khỏi ngục tù rồi. 7 like, quá trời nhiều luôn. Bình thường của em 1 like 1 à. Quá trời like. Mấy cái thành phần mà like đó đó cũng là giống như mày thôi. Vô tích sự, vô dụng, không có làm ăn được cái gì hết. Em với chị là chị em ruột á. Chị nói kỳ vậy? Chị em ruột nên tao mới nói thẳng như vậy để cho mày tiến bộ, để mày thay đổi đó. Làm việc 3-7-21 ngày là nhảy hết từ công ty này qua công ty nọ. Làm ăn như vậy bao giờ mới thành đạt được? Thôi mà đừng giận, bên ta đang cần làm khó nó hoài. Chị không có giỡn mặt với mày đâu. Lần này lần cuối cùng nha. Một lần nữa mà mày đổi việc, mày chuyển công ty nữa thì mọi chi phí này kia mày tự lo nha. Biết rồi. Nói thì biết trước rồi đó. Sao có nhiêu rồi? Ý lại. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi. Nhiêu đó là đủ để trong cái thời gian tìm việc mới rồi. Trời. Dạ con nghe nè ba. Dạ đúng rồi ạ. 1.500.000 làm gì trời? Dạ. Biết xài đủ. Mất. Ủa gì chị? Chị không có cho nữa.
Sao không cho nữa kia? Ba mới gọi điện nói là từ giờ trở về sau á, không có được đài thoại gì cho mày nữa hết. Mọi chuyện phải để cho mày tự lo. Vui thôi đừng vui quá, nhây quá chị ơi. Biết tao đang cần mệt quá. Chị không có giỡn. Không tin thì gọi điện hỏi ba. Gì kỳ vậy? Ba nói á, mày ỷ lại vô gia đình lắm, cho nên đi làm không có chịu cố gắng, nên bây giờ ba không nuôi nữa. Trời ơi chị. Kể cả mẹ luôn. Mẹ cũng sẽ không có phụ gì cho mày nữa hết á. Giờ sếp không hiểu em, sao em làm việc được. Em hả, là một cái người gọi là cuộc sống tự do, chị hiểu không? Không có thể nào gò em vô một ngày 8 tiếng đồng hồ được. Em phải tự do sáng tạo lên. Đúng rồi, cho nên bây giờ ba cho mày được tự do đó. Tự do sống, tự lo mọi thứ. Tự lo nhà cửa, tự lo cơm ăn, tự lo xe cộ, xăng cộ đi lại này kia. Ba cho mày tự do và tự lo hết. Chừng nào mày thực sự thay đổi thì mày về với gia đình. Còn nếu vẫn chưa thay đổi, ba coi như chưa có mày. Ê, chị em chưa... Ủa, đi luôn hả? Chị, nước không có tiền, chị. Cái bạn trai ở trong video clip này á, em thấy rất quen. Không phải là em quen với các bạn diễn viên này, mà em thấy cái tình huống như vậy á. Cái tình trạng đó thường xuyên xảy ra. Thấy mọi người có bao giờ gặp một nhân vật như vậy chưa? Thấy nhiều lắm luôn á. Mặt đầy biểu cảm luôn kìa. Cảm giác như là đồng cảm lắm hay sao á. Thì cái câu chuyện này thật sự là một người cháu xa trên quê thôi. Nó có biết học nghề sửa xe. Sau đó cái mình có mua chiếc cúp cổ mà. Mình đi xem mấy con chừng nào rảnh con sửa mấy xe dốt. Sửa xong rồi bắt đầu hai bữa sau mình về Sài Gòn. Rồi mấy bữa sau lên lại cái không thấy cái nghe cậu hai kể là nó bị nghỉ việc. Ôi hết hồn rồi sao vậy? Nó nói nó thích làm thích nghỉ. Hôm Tết rồi cũng về thấy nó làm việc khác mình cũng mừng. Dạ. Nghĩ là cứ là con cháu trẻ khác nữa rồi đó. Rồi con cháu khác trẻ thì nó có công việc là mình mừng. Tại tuổi trẻ phải đi làm chứ được. Dạ. Nhà lông bông đi bên mình lo rầu lắm. Rồi bản đi mới về đợt ngày lần thứ ba lại nghe là một việc mới nữa. Là mỗi lần cách nhau bao nhiêu tháng? Trung bình tháng mấy, hai tháng à. Rồi chưa kịp vui với đồng lương đầu tiên là đã nghỉ rồi. Em nghĩ bạn sẽ nghĩ là ủa bình thường mà anh Cường, ủa bình thường đúng mà chị rồi. Trinh. Tụi em trẻ làm mà, không thích tụi hợp em có quyền. Tụi em là phải khám phá, phải cọ sát, phải được hả biết người này, biết người kia, nhìn thế giới chứ. Tụi em được khuyến khích là phải được trải nghiệm nhiều chứ. Chứ nhưng mà đâu sai. Có nhiều bạn á đi làm xong cái đòi nghỉ. Nghỉ xong cái nói tại sao vậy? Nó không đủ đẳng cấp, những công việc đó không có xứng tầm. Nhiều bạn suy nghĩ như vậy lắm. Đôi khi mình thấy được cái việc nhảy việc này á, nó là một cái vấn nạn. Khi mà mọi người được khuyến khích rằng là cái CV của mình nó phải có nhiều cái gạch đầu dòng. Tôi đã từng làm, 20 tuổi tôi làm cho 10 công ty. Chắc là oai lắm nhờ. Có thật sự là oai không à? Thực tế thì cái câu chuyện của chị Kiều Trinh nó là một trong số cực kỳ nhiều các cái câu chuyện của các bạn trẻ ngày hôm nay. Điều này nó đến từ nhiều lý do, tức là nó có lý do để nó tạo ra cái thực trạng đó chứ không phải là tự nhiên mà nó như thế. Cái lý do đầu tiên là nó đi từ chính nội tại của những người trẻ. Về mặt tâm lý là tôi còn trẻ, tôi muốn biết nhiều hơn, tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Cho nên là tôi sẽ quăng mình vào nhiều cái môi trường. Và cái yếu tố thứ hai mình rất thích một cái nhận định của Hà Trinh ban nãy đó là 20 tuổi CV phải là 10 nơi, tự nhiên nó oai hùng đồ lên các kiểu. Và đây là một dạng truyền thông sai. Và một dạng truyền thông sai làm cho cái việc gọi là định hướng giá trị của các bạn trẻ nó bị sai. Thực ra cái gọi là cái nhân lực chất lượng cao ở các nước á, nó không có như vậy. Người ta làm việc chuyên nghiệp không phải là làm ở nhiều nơi. Cái quan trọng là bạn được trải nghiệm nhiều mảng trong công việc, chứ không phải là bạn nhảy từ công ty A xuống công ty thứ 15 thì gọi đó là chuyên nghiệp. Nhưng mà chúng ta đã truyền thông không đầy đủ và trong nhận thức của các bạn cũng không đầy đủ, nó dẫn đến một cái khái niệm rất sai, đó là việc nhảy việc. Và chính cái nhảy việc này nó làm cho các bạn cảm thấy đó là một thành tích. Cái tư duy đó nó mới đáng sợ. Nhưng mà đứng ở một cái góc cạnh thực tế, ví dụ em là một bạn sinh viên trẻ có một cái CV trên 10 việc đi, đứng trước một cái nhà tuyển dụng đi tầm nhìn và lão làng như là chị Tô Nha, em có thể ngồi trình bày với chị là thưa chị, trong vòng một năm vừa qua em đã có 2 tháng hoạt động cùng với các cái cộng đồng thiện nguyện ở trên Tây Bắc. Trong 2 tháng đó em đã học được rất nhiều những cái kỹ năng về hoạt động xã hội. Và 2 tháng tiếp theo em đã làm cho tiệm gà rán và em cảm thấy là em đầy đủ kỹ năng để giao tiếp khách hàng và biết cách để chuẩn bị trong cái ngành hàng R&B. Và 2 tháng tiếp theo nữa em đã cùng phục vụ làm việc trợ lý cho một ca sĩ là anh Nam Cường và em đã hiểu được thêm về hoạt động nghệ thuật và truyền thông. Chị thấy thế nào về CV của em? CV của em thì rất là dày và có rất là nhiều thông tin đáng giá. Nhưng mà chị sẽ có 2 vấn đề để hỏi ngược em trong buổi tuyển dụng ngày hôm nay thôi. Chị rất quan tâm mục tiêu của em là gì. Và cái thứ hai đó là một cái điều không phải thuộc về câu hỏi mà là sự nghi ngờ. Đó là chị đang cảm thấy rất mơ hồ và nghi ngờ về độ ổn định trong công việc của em. Và với 2 cái gạch đầu dòng đó thôi là các bạn đủ ao tại thời điểm đó với nhà tuyển dụng. Nhưng nếu mà bạn có thể trả lời được rằng là tuy em nhảy việc hơi nhiều trong thời gian ngắn nhưng mà
Tại vì cái mục tiêu cuối cùng của em là mở rộng giới hạn của bản thân mình và khám phá thế giới. Nhưng mà chúng tôi sẽ không chọn bạn. Bởi vì sao? Chúng tôi không tin vào độ ổn định của bạn. Chúng tôi không đủ thời gian và tài chính để có thể ngay lập tức thay đổi liên tục cái nguồn nhân sự của mình. Nếu như chị không cần em thì em cũng cảm thấy mất hứng với cái vị trí trợ lý của chuyên gia tâm lý, là em sẽ đi qua trợ lý của chị diễn viên Kiều Trinh. Thôi Hà Trinh ơi, em như vậy là chưa đâu. Đáng lý ra cái kết của cái kịch bản này nó phải là như vậy. Dạ em cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhưng mà em nghĩ rằng là việc mà công ty không nhận em đó là một thiệt thòi rất lớn của doanh nghiệp. Thiếu sót của công ty. Đó mới là kịch bản trên đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Diễn biến tâm lý đúng. Cái chướng ảo tưởng sức mạnh nó lên đến mức độ đó. Nó lên đến mức độ các bạn cho rằng là mình là một cái gì đó rất đặc sắc. Mình quan trọng, một, đúng, người phải cần quan trọng và mình là một cực phẩm. Đúng mà rồi. Khi mà mình không bước vào công ty này thì đó là cái sự thiệt thòi cho công ty. Đã bao giờ mọi người gặp một trường hợp như vậy chưa? Và tại sao lại có cái tâm lý đó diễn ra với các bạn trẻ mới ra trường chân ướt chân ráo? À, trước kia có thời gian chị làm quản lý nhân sự. Yeah. Chị đã phỏng vấn và tuyển dụng rất nhiều nhân viên. Thì lúc đó chị huấn luyện, tuyển dụng đào tạo cũng tầm cũng phải 300 nhân viên. Nghĩa là cứ bị sự thay đổi trong một năm đó, đó. Giống như mất thời gian như chị nói chính xác. Có nghĩa là có nhiều CV của bạn là ở rất là nhiều việc. Đúng thời gian một năm quản lý nhân sự đúng là rất là mệt mỏi. Đây, một bạn vào, khi vào công ty được thì chị bắt đầu phải đào tạo nghiệp vụ lại từ đầu. Nghiệp vụ một bạn trung bình một nhóm thì phải 3 tháng. Bạn mới thạo việc được, bạn không thể vào bạn làm việc được ngay được. Một tháng như vậy là có khoảng bao nhiêu nhân viên sẽ bị đào thải hoặc là tự đào thải mình? Thực sự nhân viên không có bị đào thải mà chị sẽ để ra cái nội quy trình làm việc của quán để các bạn có thể là cảm thấy mình đúng hợp rồi. Với cái mục đích đề ra ở đây không. Chứ không phải chị mất thời gian chị tuyển các bạn vào rồi cho các bạn nghỉ. Vì tuyển dụng và đào tạo một người rất cực kỳ khó, mất tốn thời gian của chị. Chị Kiều Trinh nói một cái nguyên nhân rất là giá trị ở đây là gì nè. Doanh nghiệp thực tế họ lười đuổi nhân viên đó. Đúng rồi. Mình nói thiệt với các bạn là doanh nghiệp đào tạo rất nhiều à. Đúng, rất lười đuổi nhân viên. Vì sao? Bởi vì một doanh nghiệp mà suốt ngày chỉ lao đuổi nhân viên thì vốn đó là một doanh nghiệp không chuyên nghiệp. Nhưng mà nhân viên bỏ doanh nghiệp đi thì đó lại là câu chuyện rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn tự cho rằng là không thích hợp. Mà một trong những lý do rất lớn trong việc không thích hợp đó là cái năng lực thích nghi của các bạn có vấn đề. Vậy cái sự không thích nghi của các bạn trẻ ở đây có phải là do thứ nhất không biết mình là ai? Vì lý do thứ hai là đã không có một cái mục đích, một cái sự kiên cố rõ ràng ngay từ ban đầu, một cái giá trị cốt lõi từ ban đầu mà mình đạt được. Nó có bốn cái gạch đầu dòng rất lớn cho cái câu chuyện thích nghi và nó lý giải toàn bộ cho câu chuyện nhảy việc một cách vô cớ của các bạn á. Đó là gì? Một, bạn đã không trả lời được bạn hướng tới điều gì và mình mong chờ mình muốn tạo ra cái thành quả nào trong cái công việc của mình. Hai, bạn là ai và bạn gọi là bạn có cái gì để bạn đem ra trong cái cuộc chơi nhân sự này. Cái gạch đầu dòng thứ ba đó là gì? Đó là bạn đã hiểu hết về công việc của bạn chưa? Các bạn nhìn được có một phần về đặc trưng nghề nghiệp thôi. Các bạn có thể nhìn thấy hào quang hoặc các bạn có thể nhìn thấy thành quả, nhưng mà cái quá trình và những cái gian nan trong nghề các bạn lại không nhận ra được. Và cái thứ tư đó là nó đi từ một cái nhóm năng lực mà tâm lý nó gọi đó là cái nhóm chỉ số vượt khó, viết tắt của nó là PR. Có nghĩa là cái chỉ số vượt khó này nó sẽ giúp cho bạn đón nhận những cái điều bất như ý trong công việc và những cái khó khăn trong công việc. Và bạn nào mà chỉ số vượt khó càng thấp thì rõ ràng là cái việc mà chấp nhận những cái khó khăn trong nghề càng thấp. Em thấy có nhiều bạn á là kiểu khi mà hỏi tại sao mà nhảy nhiều nghề như vậy á thì các bạn lấy lý do là tại cái nghề đó chưa phù hợp. Đúng rồi. Là cứ nhảy nghề khác rồi hỏi tại sao nó phù hợp chưa? Cũng chưa biết nữa, để làm rồi mới biết. Nhưng mà ngược lại cũng có những bạn trẻ nha, có những cái suy nghĩ chín chắn, có thể họ học một cái ngành khác nhưng mà họ không có cái duyên với để đi theo ngành đó, họ phải bắt buộc làm một cái nghề khác. Có thể ngay từ đầu họ cũng không thích nhưng mà họ có sự kiên trì và có sự nhẫn nhịn ở bên trong, bởi vì khi mà mình vào một cái nghề mà không phù hợp á, có thể mình sẽ làm không tốt, mình bị sếp mắng. Nhưng mà cái mục tiêu của mình là cái gì, mình phải rõ ràng thì mình sẽ vượt qua được những cái đó. Và thậm chí khi mà họ làm nghề tay trái nhưng mà họ lại thành công. Em nhìn thấy một trong những người như thế, nhắc tên ra không có tiện, nhưng mà em biết có một cái bác này, bác là một kỹ sư về cơ khí. Bác lấy vợ thì là làm về thực phẩm, lúc đó là đi theo nghề nhà vợ và được truyền từ con số 0 đi lên luôn. Và sau này hai vợ chồng không ở với nhau nữa. Nhưng mà bác lại thành công ở cái lĩnh vực về thực phẩm, rất là nổi tiếng luôn. Thật sự giống như chị vô nghề diễn viên, hồi xưa chị không nghĩ là chị yêu, là chị chưa bao giờ là đam mê để trở thành diễn viên. Mà khi càng ở trong nghề thì càng yêu, chị hiểu được những cái gì chị được được trong nghề này. Giống như cái chuyện mà hồi xưa ông bà mình yêu nhau á. Đúng rồi. Nó vậy đó, họ chưa gặp mặt nhau. Đúng rồi. Là ông bà ngoại của em luôn. Là bà ngoại em không hề biết mặt ông em. Đến cho đến cái ngày là cưới luôn. Nhưng mà khi họ về sống với nhau, họ chấp nhận và từ từ tình yêu sẽ nảy nở. Thì mình với công việc cũng như thế thôi.
nếu mà mình có sự kiên trì với nó và mình đam mê, mình yêu nó thì chắc chắn nó sẽ yêu mình. Dạ, một cái định nghĩa rất là dễ thương. Làm việc cũng giống như là mình đang yêu. Và những người nhảy việc là những người cực kỳ lăng nhăng. Cứ 2 tháng là thay một cái người yêu mới. Và đổ thừa là cái người yêu đó không có hợp. Không có tình yêu nào mà hợp. Chỉ có mình thay đổi để hợp với tình yêu đó mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử là cái câu hỏi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay rất cụ thể. Đó là liệu chúng ta nên ổn định với một công việc hay là chúng ta có thể thay đổi môi trường làm việc thường xuyên. Quý vị chọn đáp án nào ạ? Xin mời quý vị cùng đưa ý kiến. Chị thì chị thích sự ổn định hơn. Chị làm một cái công việc gì thì mình muốn mình thật là vững mạnh, chuyên sâu về công việc đó và mình giỏi về cái việc đó trước khi mà mình quyết định chuyển qua một cái môi trường làm việc mới. Việc nhảy việc thì không có gì là xấu, tuy nhiên mình cũng cần có cái sự nỗ lực đủ lâu dài ở một cái chỗ mình đang làm trước khi mình thay đổi công việc. Theo mình thì cái đó là tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. Ví dụ như mình thì mình thích công việc ổn định. Và bởi vì mình làm trong một môi trường nào đủ lâu á thì mình có thể học hỏi được và mình nhìn nhận được cái vấn đề của mình. Còn nếu như ví dụ chỉ cần 3 tháng, 5 tháng mấy bạn đã nhảy một công việc nào đó thì mấy bạn chưa có nhìn nhận được về một môi trường của một công ty, hoặc là mấy bạn cũng chưa cảm nhận được là cái người sếp của mình nó như thế nào. Mình nghĩ là nếu mà ngay từ đầu cuộc sống của mình chưa có biết được cái gì á thì mình nên thử tìm hiểu vài việc nào đó mà phù hợp với cái năng lực của mình. Rồi sau khi ví dụ cho mình một cái khoảng thời gian chừng 1, 2 đến 3 năm gì đó, ở trong cái vòng xoay những cái công việc mà mình đã từng làm, mình có thể chọn ra được cái định hướng để mình đi lâu dài. Chứ mà cứ nhảy việc cả đời thì cũng không hợp, không được gì hết. Theo ý kiến khảo sát từ khán giả của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay, đa số cho rằng ổn định trong công việc sẽ tốt hơn nhảy việc, bởi ổn định là nền tảng để xây dựng kinh nghiệm, tích lũy chuyên môn cho công việc. Cũng có ý kiến bày tỏ quan điểm, nhảy việc liên tục sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái nhìn của nhà tuyển dụng về sự kiên nhẫn và tính kiên định trong công việc. Dạ, đó là cái quan điểm riêng của các bạn được phỏng vấn thôi. Còn riêng mình bây giờ mình là quan điểm của mình nè, nhưng mà không phải là về câu hỏi này, mà là cái tình huống lúc nãy của bạn Dương đấy. Thì mọi người nghĩ xem là sau cái tình huống này, một cái sự siết chặt của gia đình để ảnh tự ý thức được ảnh đang làm gì á, ảnh có thay đổi không? Bản thân Cường đã từng khuyên một số người khi có rơi vào trường hợp này, hãy để cho họ rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn, thật là khó khăn đi, thì họ mới thay đổi được. Còn ngồi mà khuyên nhủ hay là cái gì đó, không bao giờ họ thay đổi. Chứ mình phải hành động thực tế đó. Phải đưa vào cái tình huống khó khăn, nhưng mà dồn con người mình vô đường cùng á, thì mới có thể thay đổi được. Nếu như thực sự là đường cùng thì anh này sẽ thay đổi. Nhưng mà mình đang rất lo, không phải cho ảnh mà cho em gia đình. Em cũng lo lắm. Cho phải gia đình. Sợ gia đình mà kiểu như chịu không nổi, sợ là yêu thương yêu cũng là sợ nó thế này. Nhất là cha mẹ luôn như vậy á chị. Đúng rồi. Luôn như thế. Mẹ dễ yếu lòng lắm. Em nghĩ là chị Hai rất quyết tâm. Và chị Hai sẽ tác động lên bố mẹ. Thì coi như ổng không còn cái đường kinh tế viện trợ đâu. Chị nghĩ đổi không? Chị nghĩ đổi. Vậy thôi em nghĩ không đi ha, cho nó vui. Trời xanh thì đi rồi, chống lại cả thế giới luôn. Thật sự theo tâm lý, nếu mà nãy Cường phân tích rồi đó, nếu mà đã thật sự gia đình có một sự quyết tâm thì anh này chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng vì mọi người chọn thay đổi rồi, Cường chọn ngược lại để cho nó vui. Trời ơi, có thật sợ luôn á. Vậy là không thay đổi liền cái gì? Không thay đổi liền đâu, thực ra là không thay đổi liền đâu. Nói chung cái gì nó cũng phải có quá trình. Đúng rồi. Cái gì phải có quá trình chứ không phải nói thay đổi liền được. Chứ bây giờ bị cắt viện trợ đói quá phải thay đổi thôi đúng không? Không, nghĩ vậy. Không phải. Nó còn nhiều lý do lắm. Em có nhiều nguồn lắm. Nhiều nguồn là mượn gì, mượn đúng. Cô, ôi, mượn cậu, mượn bạn, mượn bè thân. Mượn luôn, đúng không? Cắt viện trợ nếu như mà một người gọi lành tính á thì người ta sẽ thay đổi. Còn mà đã mà có cái tính mà bướng hoặc là bất chấp á, đi mượn nợ, đi vay nóng, nghĩa là đó, nhà sẽ là gây gia đình, gây không em nói thiệt sẽ dẫn hội bi kịch quá, dễ dẫn đến những cái cảnh mà đòi nợ lắm. Tại vì sao? Lúc đó quen cái kiểu mà có tiền rồi. Em đã thấy một số trường hợp, một số những người bạn như thế rồi. Thôi cứ giữ quan điểm đó để xem coi thật sự là cái bạn Dương này khi bị dồn tới đường cùng rồi có làm cho bạn khai sáng được không? Dạ, xin mời mọi người cùng theo dõi. Chị, em bỏ cuộc chị ơi. Mệt quá trời luôn, xin việc cả tháng nay chỗ nào cầm hồ sơ em lên cũng lắc làm như không mỏi cổ hay sao, chỗ nào cũng lắc lên trơn. Lắc đầu là đúng rồi, có ai đời không? 2 năm mà làm tới 8 công ty. Nói thật á, là nhờ uy tín và tiếng nói của ba cho nên là người ta mới nhận mày vô làm thôi. Chứ không á hả, còn lâu. Em biết rồi. Trời, mấy năm qua cũng may có ba, có mẹ, có chị nữa. Không có làm sao em không sống nổi trời.
Nay cũng biết nói câu đó ha. Trời ơi, bữa em nói thiệt với chị luôn á. Em đi học lớp á. Sao? Trời ơi, thứ điều mà em cũng vậy luôn á. Sao bạn vậy? bạn bè của em á, giờ đứa nào nó cũng thành trưởng phòng, còn có thằng làm sếp nữa. Mà trong khi đó hồi xưa em tụi nó học chung với em, tụi nó còn thua xa lắc em luôn á. Tụi nó thua mày là tại vì nhà tụi nó không có giàu, còn nhà mình thì giàu. Chẳng phải, chị hiểu không? Ngoài cái đó ra em còn vừa học giỏi này, vừa là sói ca nữa. Sói sói gì? Mày sói ca, mày sói ca thì có. Giờ nhìn đi, y như con ma sói vậy. Gớm. Chị biết rồi mà. Biết thiệt không? Biết thiệt rồi. Giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi. Tỉnh thiệt rồi chứ? Tỉnh tâm rồi, chị về năn nỉ ba mẹ em ơi. Em sống ở ngoài mới có một tháng trời à. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước rồi cái gì ui tùm lum tiện trơn. Mở mắt chạy muốn xỉu luôn á. Mà sao mấy đứa mà một mình vừa tự học, tự lập, tự đi làm, sao sống được trời? Thì đó, đó có ra đời á, có tự lo á mới hiểu. Nếu mà thực sự đã biết chuyện như vậy á thì về chị sẽ nói giúp với ba. Rồi ba cũng sẽ tha thứ thôi. Rồi sau đó rồi lo mà làm ăn với đàng hoàng lại đi. Em không nghĩ là ba biết cái chiêu này luôn á. Ở nhà là mẹ thương em là không nói đi, ba không thể nào mà nghĩ ra cái chiêu cắt lương của em luôn. Ngoài chị thôi. Chị xui đúng không? Em nghi từ đầu luôn rồi mà em không nói, em nghi thôi, em chưa nói. Đó, bây giờ chị đúng không? Chị đúng không? Ừ, tao bày ra đó. Rồi đó, sao? Đó, bây giờ chị bày ra vậy thì em mới cảm ơn chị luôn chứ không. Nhờ chị em mới biết ngoài đời nó khó như vậy. Cái thằng quỷ sứ à. Giờ chị về chị xin phép ba giùm em nha. Tất nhiên rồi. Cũng may á là mày giác ngộ sớm. Chứ không hả, chị mày cũng không biết gồng được tới bao giờ. Mệt muốn xỉu luôn vậy đó hả. Ủa gồng gì? Mẹ nhớ con trai út. Tối ngày mẹ khóc lóc rồi mẹ than nhớ nó quá. Rồi không biết giờ nó làm sao, ăn uống làm sao, rồi nó sống làm sao. Rồi hả, nhiều khi hờn tao, giận tao, không thèm nói chuyện với tao. Trời, tao làm chị của mày tao mệt quá luôn á. Gì vậy, gì vậy? Chị tính tiền nướng á. Em về em thăm mẹ. Nhớ mẹ quá. Trời đất ơi, coi kìa. Còn ba là chị giải quyết giùm em luôn á. Em về em thăm mẹ luôn á. Dạ, yeah, rất là may. Nói... Ok, nãy giờ mình chọn giống nhau hết ha. Không. Ủa có gì vậy? Ở đâu vậy? Nhìn màu áo là biết ngay kết quả. Đúng rồi. Rồi, tôi vẽ như vậy có nghĩa là chỉ nè. Có hai người thôi. Team đen và team vàng. Chương trình cũng có một sự nhân văn, dàn dựng một cái kịch bản làm sao cho nó có một cái kết có hậu. Đó là một cái điều khích lệ cho những người mà người ta chưa tìm thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Thôi, em cũng có sự nhân văn là anh mặc đồ đẹp thế này thì em không nỡ phạt bây giờ đâu, để cuối chương trình em phạt. Và thực tế thì cái câu hỏi mà Hà Trinh đặt ra cho chị ngày hôm nay á, cũng là cái câu hỏi bản thân ở trường đại học chúng tôi dạy một cái môn đó là kỹ năng tìm việc. Sinh viên được học môn này từ năm 2. Những bạn năm 2 nhìn cuộc đời này toàn màu hồng. Và các bạn luôn nghe, ồ trời ơi, hãy sống đi, tận hiến đi, tuổi trẻ mà. YOLO. Đó, đó, YOLO rồi các kiểu ha. Thì mình chỉ nói ngắn gọn với các em về hai hình ảnh để các em tự về mà định liệu cuộc đời thôi. Đó là thực tế thì bạn muốn trở thành kim cương hay là than đá. Nếu bạn muốn trở thành kim cương thì đừng quên cái cách mà nó hình thành kim cương. Một, tinh thể của nó phải tạo nên bằng cái cấu trúc lập thể. Như vậy thì với cấu trúc hình lập thể này, nó đòi hỏi bạn phải kết giao được với nhiều mối quan hệ. Và những cái mối quan hệ đó phải kết giao rất chắc chắn. Nó khác với than đá. Thế thì bây giờ 3 tháng chúng ta không đủ để thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác, với khách hàng. Hai, đó là kim cương được tìm thấy ở những cái tầng rất sâu về địa chất. Điều này có nghĩa là kim cương chịu được áp lực rất lớn. Và thành tựu nó được tạo nên từ việc bạn chịu áp lực. Cái thứ ba, để hình thành kim cương nó phải trải qua hàng triệu năm. Trong khi đó than đá thì vài ngàn năm là có rồi. Thế thì bây giờ với một cái khối kim cương có giá trị, nó đã phải đón nhận những cái yếu tố như vậy đó. Thế thì nếu như bạn chọn sống một cuộc đời của than đá, kết cấu lỏng lẻo, áp lực thì thấp, thời gian hình thành thì nhanh, thì bạn không thể có quyền đòi hỏi cuộc sống của bạn có thành tựu như kim cương được. Vốn dĩ việc bạn nhảy nhiều việc á, nó không có lợi cho tương lai của bạn trong cái việc là bạn đi thiết lập niềm tin với những công việc kế tiếp. Có nghĩa là bạn đã nhảy quá nhiều việc thì đến những cái công việc phía sau bạn sẽ luôn bị hoài nghi bởi nhà tuyển dụng. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai đó là chúng ta cần sự ổn định để chúng ta có thể kết tủa được những cái giá trị. Bạn làm được bao nhiêu việc nhưng mà thành tựu trong công việc là gì, bạn không trả lời được thì bạn cũng không thể nào đi thuyết phục người khác về giá trị cuộc đời của mình. Cái thứ ba, bạn còn bao nhiêu tuổi trẻ? Bạn còn bao nhiêu tuổi trẻ để bạn nghĩ rằng là hãy cho em sống hết với tuổi trẻ của em đi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khi bạn hết tuổi trẻ thì người ta cũng không nhận nhân sự già. Còn với Nam Cường á, nếu như mà gặp phải những bạn như thế á, vẫn lập luận rằng bạn muốn trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau để có nhiều kinh nghiệm, thì bạn cũng cần phải cho mình một cái giới hạn. Ví dụ như
năm bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi đó bạn cần có sự trải nghiệm. Còn bước qua ví dụ như là năm 23 tuổi đi, bạn tốt nghiệp đại học, bạn sẽ có 2 năm để trải nghiệm. Vậy thì năm 25 hoặc 26 tuổi bạn cần phải định hình nghề nghiệp cho mình. Chẳng hạn như bản thân Cường luôn luôn đặt ra cho mình những cái mục tiêu 3 năm hay 5 năm mình cần phải làm gì. Và Trinh nghĩ rằng là những cái hình ảnh của Kim Cương và Thang Đá chính là hình ảnh cô đọng nhất trong ngày hôm nay để nói về những cái tinh thần sức bền của các bạn trẻ trong công việc. Bởi vì khó khăn không bao giờ từ bỏ chúng ta cả. Nó luôn ở đó trong bất kỳ một công việc, bất kỳ một môi trường, bất kỳ một người sếp, một người đồng nghiệp. Và hy vọng rằng các bạn khi nhận ra được những khó khăn đó, chúng ta sẽ tìm cách để cải thiện vấn đề. Hy vọng rằng qua talk show ngày hôm nay sẽ có nhiều cái thông tin được các bạn ghi nhận và giúp ích được cho tương lai sau này của mọi người. Cảm ơn các bạn trẻ cũng như phụ huynh của các bạn đã cùng lắng nghe và chia sẻ cùng các chuyên gia là chị Tô Nhi A cũng như là diễn viên Kiều Trinh và ca sĩ Nam Cường với những chia sẻ rất là thực tế. Nhưng mà chúng tôi cũng không quên một cái lời hứa với ca sĩ Nam Cường nha. Hứa gì vậy? Sao anh hoang mang vậy, anh không nhớ hả? Anh từ kết chương trình rồi chứ. Có tới 3 người nhớ lận em, nhưng dạ, anh không cần phải nhớ, tụi chị sẽ nhắc. Em từ kết chương trình rồi chứ, thôi mình kết đi cho mọi người làm việc khác đi ha. Ok. Tụi em đã nói rất nhiều về sự nỗ lực. Ok. Vậy anh sẽ nỗ lực tham gia một game show với sự nỗ lực. Ok. Để mình có thể chạm được cái mục tiêu mặc dù đôi khi nó hơi xa tầm với. Chào mừng các bạn đang cùng đến với công viên Thỏ Trắng. Thì của chúng tôi đang tuyển dụng một nhân viên có thể đập hết bong bóng này cho các em thiếu nhi. Không biết ở đây có ai làm được không ạ? Anh lên luôn đi. Cái này là vừa chiều cao của anh rồi. Đúng này, rồi. Không có khó, vậy mình phải đổi cái đề bài khó hơn là không được dùng tay đập hết bong bóng. Không, cái này nó hơi lung lay nè. Hồi nãy chị mình Tô Nha ơi, chị giúp em tí đi. À, chị sẽ đứng, chị giữ trụ cho em nha. Hãy hỗ trợ em nhé. Rồi, làm thử đi. Đây là trời cái bong bóng đầu tiên vậy nhất. Mấy... Ôi dồi, sao lại... Ôi, thấy chưa? Công việc nó phải dễ dàng. Được không Cường? Không thì nhảy việc qua đây uống trà sữa nước ít với em nhất nè. Là phải một cái. Làm nhà tư vấn tâm lý đi. Ôi, anh Cường đã qua được một cái rồi. Cái thành tựu đầu tiên nó vô cùng đáng giá. Đúng Cường rồi. Ơi. Đúng rồi. Em hãy cố lên động lực rồi đó. Ơi. Được quyền nè, không sử dụng cái tay bóp thôi. Cái cùi chỏ. Tự nó xì chị. À, tự nó xì. Cường ơi, xì cũng là một cách gợi ý đó Cường ơi. Wow, wow, tuyệt vời. Đã được một tháng rưỡi thương diệt rồi anh à. Một nhân viên đầy ý chí. Dù khó khăn cái mấy không bao giờ có thể ngăn cách được. Đúng rồi. Ủa đúng rồi. Dễ quá đó. Tính luôn. Đó là sự may mắn trong công việc đó. Bây giờ tháng thứ 3 rồi đó. Giờ tháng thứ 4 của anh chịu nổi. Giờ cái thứ 3 nè. Giờ cái này mình khó nhất. Sáng tạo rồi đó. Cái khó đó cái khôn nè. Hiểu được công việc của mình đó là do cái dây thừng nó cột bóng bóng. Anh đã tháo cái dây thừng. Đó, thông minh. Mình tháo dây nè, mình đâu chạm bóng bóng đâu. Đâu chạm bóng bóng. Mình tháo dây nè, mình đâu chạm bóng bóng đâu. Mình vẫn giữ được cơ. Được mấy được cái thừng mà. Dùng cơ bụng sáu múi đó. Đúng rồi, mạnh lên. Chị ổn không chị Tô Nha? Chị ổn. Rồi. Còn hai cái cuối cùng. Hai cái này chị nghĩ là chị sẽ bắt đầu. Đâu, đâu, đâu. Rồi. Thôi, chị không được dùng tay đúng không? Anh được dùng mọi thủ đoạn. Anh dùng cái tạo. Tháo dây, tháo băng keo Cường ơi. Em như là coi phim hành động vậy đó chị. Mình đừng đụng vô bong bóng, mình hãy tháo băng em keo. Em thấy anh Linh nè, cùng đồng nghiệp của mình. Đó. Hỗ trợ. Vậy luôn hả? Đúng rồi, cẩn thận. Phải quyết tâm chinh phục được mục tiêu cao nhất trong công việc. Đó. Cố lên. Mọi thành công trong cuộc sống đều là sự nỗ lực của bản thân chúng ta. Không được. Làm sao mà nó nổ được khi cả hai đây là đích đến cuối cùng thành thủ lĩnh công viên Thỏ Trắng. Hãy cổ vũ cho Nam Cường. Kỳ diệu quá Cường ơi. Hay bây giờ anh kêu đồng nghiệp cầm giùm anh đi, rồi anh làm mọi cách để bóp nó. Không dùng tay anh thì dùng tay đồng nghiệp. Không cần em đi, anh sẽ có cách. Phải sống tốt với đồng nghiệp để mà còn có sự giúp đỡ trong công việc chứ. Anh hãy dùng cái cầm nhỏ của mình đi. Ai? Chúc mừng, đây chính là thủ lĩnh mới của công viên Thỏ Trắng. Yeah. Để lên được vị trí này anh ấy đã nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp cùng với sự giúp đỡ của những cái loại giày, ghế đủ thứ vật dụng. Phát biểu cảm nghĩ của anh đi, anh nghĩ cái nhiệm vụ này ban đầu có khó khăn không? Nhìn thì lúc nào cũng nghĩ mọi thứ là đơn giản hết. Khi chúng ta nhìn từ phía bên ngoài một sự việc, một sự vật nào đó, hãy thâm nhập vào rồi chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà quan trọng chúng ta đừng bỏ cuộc. Bước đường chinh phục khó khăn đó, đó chính là một cái sự trải nghiệm, những cái kinh nghiệm. Có thể khi mà làm lại một cái trò chơi này, có thể Cường sẽ chơi kiểu khác. Bởi vì cái kinh nghiệm mình đã có rồi. Giống như khi bạn lựa chọn một cái nghề nghiệp nào đó, nếu như bạn nghĩ nó chưa phù hợp với mình, thì bạn cứ thử đi, cứ thử trải nghiệm nó đi. Biết đâu nó sẽ không mang lại cho bạn một cái kết quả như bạn mong đợi. Nhưng mà
cái chặng đường bạn chinh phục á cho bạn rất nhiều những cái kinh nghiệm hay. Dạ, và quan trọng phải có cái mục tiêu và mình phải đeo đuổi mục tiêu đến mức cuối cùng, và đúng chúng rồi. Ta phát hiện là những cái khó khăn đó đôi khi có những quả bóng xì nó chỉ dọa mình thôi chứ không phải là một cái khó khăn thật sự. Và cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự tham gia của thạc sĩ tâm lý Tonya, diễn viên ca sĩ Nam Cường và diễn viên Kiều Trinh. Đến đây xin tạm khép lại. Hà Trinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Nên là phụ nữ rất thích thay đổi, và đặc biệt là thay đổi về quần áo thời trang, là mỗi lần người ta xuất hiện người ta thích mới. Em thấy đây là một cái chuyện thường tình của những người phụ nữ với nhau. Mỗi người mỗi sở thích thôi, rõ ràng. Thì mình thích kiểu nào thì mình cứ lựa theo ý của mình.